Rồi, Leo Tí xin chào tất cả các em cần thủ đam mê cá toàn tổ quốc. Hôm nay sắp lên tiếp cho mọi người một clip gồm 20 cây câu nha mọi người. Thì 20 cây câu này, 20 cây câu lua hàng carbon, tất cả đều là hàng tiễn từ Nhật về nha mọi người. Thì phần bên đây là những cây cần 5 khúc, 4 khúc hàng chuyên về cho anh em câu lua đó, đến từ thương hiệu của Daiwa, Minecraft và Bu. Thì bên đây là những cây cần 2 khúc chuyên về câu lua, đến từ thương hiệu của Shimano, Ban, Daiwa. Rồi để vô shop vô cụ thể từng cây cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi của clip sắp lên á, thì anh em cứ quay cho shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Cái thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất lên cho mọi người một cây cần rút. Thì đây là một cây cần rút của hãng Ryobi. Đó. Đây. Thì cái này sẽ dài là 1m5. Thu gọn của nó là 37cm. Đọt của nó là 1 ly 5. Thì cây này nó nặng là 98 gram, nó tải mồi từ 7 đến 17.5 gram nha mọi người. Thì cây này một cây thương hiệu của Ryobi, hàng sản xuất tại Korea đó. Hàng cần rút mini nha mọi người. Đây, cây cần rút này là cần rút chuyên cho anh em về cầu lua đó. Nó sẽ có thông số rõ ràng. Đây, phen của nó là phen Fuji, bát của nó là bát kẹp thế này nha mọi người đó. Cái này còn nguyên siêu luôn nè, đó, chưa tháo luôn, dạng hàng trưng bày nhé. Cần phôi carbon, cần rất là mới rồi đó. Độ cứng của nó là ML. Cái này anh em có thể lua lóc, lua nhái giả, nhái thiệt được đó. Phôi carbon nhé, cần rất là mới. Rồi giá công khai cái thứ nhất, giá là 800 nha mọi người, 800k cộng ship nhé. Còn cây cuối cùng, tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 lên cho mọi người một cây cần Abu. Thì cây này là một cây cần Abu đó, còn túi nha đó. Cây này là một cây cần Abu 4 khúc. Đây, cần còn rất là mới. Thì cây này có một lỗi nha mọi người, cây này có lỗi thì sắp thành lý. Phen của nó là phen Fuji nhé, phen Fuji, bát của nó là bát Fuji, cần rất là mới luôn đó. Giờ lỗi do vận chuyển về bị lỗi đó. Phen của nó là phen Fuji nhé. Cây này thì nó độ cứng của nó là cứng UL nha mọi người, độ cứng là độ cứng UL. Hàng chuyên về cho anh em đua suối, câu cảm giác, câu tôm. Thì cái này nó lua từ 2 đến 6 gram, lai từ 3 đến 6 lb. Phen Fuji nè. Thì khi vận chuyển về nó bị gãy khúc này, nó bị gãy khúc này. Đó, cây này thì đã gửi thợ bảo trì lại nha mọi người. Thì anh em mua về cứ câu, gãy khúc này thì shop nhận bảo trì lại nha. Đó. Thì giá công khai hữu nghị cho mọi người cây số 2, giá là 1 triệu nha mọi người. Đó, 1 triệu cây số 2. Thì cái này nặng là 80 gram, dài là 1m2, đọt 1 ly 2. Đó, thu gọn là 38cm. Rồi giá cây số 2 giá 1 triệu, còn phân túi nhé, cần còn rất là đẹp. Đó. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 lên tiếp cho mọi người một cây Abu. Thì cái này vẫn phun túi nha mọi người, phun túi. Thì cây một cây Abu 5 khúc. Đó. Phen bát Fuji, ngoại hình ra tầm khoảng 95-96%. Cán nguyên siêu luôn. Đó. Bát Fuji nè. Thì cây này độ cứng của nó độ cứng ngang L nha mọi người, độ cứng ngang L, dài là 1m5. Đó. Dài 1m5, thu gọn là 36cm. Phen của nó Fuji, càng còn rất là mới. Đó, hàng dạng hàng trưng bày. Này Fuji, bu chống sắn, phôi carbon. Thì cái này nặng là 94 gram, lua từ 2 đến 8 lb, lua từ 2 đến 8 gram, tải từ 3 đến 8 lb nha mọi người. Đây thông số nó đây, càng rất là mới luôn. Đó. Rồi giá công khai cây số 3, giá 1.9 triệu nha mọi người, 1.9 triệu cây số 3. Thì cái này đảm bảo với anh em không lỗi nguyên zin nhé, cái nào lỗi không cái gì thì sắp cho báo cho mọi người. Đó, cây số 3 giá 1.9 triệu. Tiếp theo cây số 4. Cây số 4 lên cho mọi người một cây Abu. Thì cây là một cây dòng Abu Hotin dùng lút. Thì dòng này phôi của nó là phôi nano carbon. Thì cây này vẫn là một cây Abu 4 khúc. Đó. Phen của nó là phen Fuji, bát của nó là bát Fuji, phôi nano carbon. Bát của nó là bát Fuji. Đây, có định vị luôn. Đó. Phôi là phôi carbon.
thì những dòng Abu này đa phần đều sản xuất tại China hết nha mọi người. Đó, nó gỡ gàng đến em vậy. Phôi carbon sẵn nhá. Đây, cái này là phần keo dư lâu ngày bị oxy hóa nè, đó. Nó bị ngã quang đó, không ảnh hưởng gì hết. Đó, rất là chắc nha. Còn định vị khúc nối carbon rất là đẹp luôn. Abu, đó. Đây, phôi là phôi nano carbon. Thì cây này dài 1m98, độ cứng của nó là độ cứng ngăn L. Thì cái này nó nặng là 90g nha anh em, nặng là 90g, độ của nó là 1.3 ly. Đó. Càng phôi rất là đẹp. Nano carbon. Thì cái này tải mồi từ 0.87g đến 8.75g nha, tải dây từ 8 đến tải dây từ 3 đến 8 lb, giá công khai cái số 4, giá 1.7 triệu nha mọi người. 1.7 triệu cái số 4. Rất là đẹp. Khen cái này thì ok, nó có ngã hoàng do cái keo nó bị oxy hóa nè, nhưng không ảnh hưởng gì chân nha mọi người. Đó, đảm bảo với anh em. Rồi, giá 1.7 triệu cộng ship. Tiếp theo qua đây. Qua đây là lên nguyên lốc Manjarat. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người là một dòng cần Manjarat, cần này cần máy ngang, còn tủ luôn nha. Đây mọi người. Thì cây mai cho grab này chuẩn về cho anh em là câu lua, lua lóc, lua chẽm, đánh giá thiệt cũng vẫn được, rất là vô tư luôn. Đây là một cây mai grab 4 khúc. Đó. Phen là phen full seed nha mọi người, phen là phen full seed. Đây, dòng laser phen full seed. Phôi là phôi carbon. Phen full seed rất là đẹp. Bát tầm bát full seed. Cây này ngoại hình còn 92% nhé, rất là đẹp luôn. Phen xít nhé, dòng laser. Thì cái này dài là 1m98, thu gọn là 52cm. Đọt của nó là 2 ly nha mọi người, đọt 2 ly. Thì cái này nó tải mồi từ 7 đến 21g. Chuẩn về cho anh em mà câu lóc, câu nhé thiệt. Nó lua từ 10 đến 16 lb nha mọi người. Đó. Thì tất cả những dòng cần mai do ráp do China sản xuất nha. Một là do China sản xuất, hai là Việt Nam thôi. Đó. Thì dòng mai do ráp nè, họ chuyên xuất cho thị trường Nhật nha mọi người. Đó, xuất cho thị trường Nhật. Một số dòng nó sẽ xuất cho thị trường châu Âu. Đó. Rồi, giá công khai cây số 5, giá là 2 triệu nhé. 2 triệu cộng chip mọi người. Cần này cần mấy ngang. Đó. Tiếp theo cây số 6. Thì cây số 6 lên cho mọi người mà một dòng mai do ráp Corkis. À, đây một dòng máy da grab của China sản xuất luôn, nhưng mà dòng này thì thường nó xuất cho thị trường châu Âu nhiều hơn, đó, châu với thị trường Nhật. Thì đây một cây máy da grab rocket, cán của nó là cán gỗ, giả gỗ thế này đây, cán rất là đẹp, phôi cũng rất là chắc luôn. Đó. Đây mọi người, đây cán này, cán máy da grab nhá, cán da gỗ. Phôi của nó là phôi carbon. Đó. Thì cây này độ cứng vẫn là độ cứng M, dài là 1m98, tải mồi từ 7 đến 21g, tải dây từ 10 đến 16 lb nhé, tải dây từ 10 đến 16 lb. Đó. Bát rất là đẹp. Cây này ngoại hình ra tầm khoảng 90-95% nhé. Phen là phen Fusisit, mai là Rap Rocket, phôi phôi chuẩn carbon. Cần thì đảm bảo với mọi người không lỗi nhé. Thì bán hàng thì cho mọi người kiểm tra hàng. Đó. Nếu không giống clip thế này nè, đó thì anh em cứ thanh cứ gỡ về. Cần rất là đẹp. Đây một cây chỉnh về cho anh em luôn nhé, thiệt nhé, hơi nhé, mang ngang. Thì cái này thu gọn là 54cm, nặng 115g, độc 1 ly 9. Đó. Giá công khai cây số 6, giá là 2.7 triệu nha mọi người, 2.7 triệu cây số 6. Cái này còn tủ luôn nhé. Qua đây là mấy cây 4 khúc máy đứng. Thì tiếp theo cho mọi người là một cây cần Manjarat máy đứng. Thì cây nó cây Manjarat dòng Corti. Dòng này chuyên về cho anh em lưu lóc, lưu gần. Anh em có thể con ngâm cũng được. Đây. Dòng Corti này là một dòng đời sau nha mọi người. Nên phen của nó là phen Fusisit. Đó, chứ không phải là dòng đời mới giờ. Đời mới giờ chỉ là phen Aconite thôi nhé. Đây, phen là phen Fusisit. Thì cây này nó có xuất sắc lông mèo nè, đó, xuất sắc li ti nè, đó, nhưng không ảnh hưởng tới phôi nha mọi người.
bát của nó là bát Pussy. Fan của nó là fan Pussy Seed. Fan này để ba chắc 30 40 vậy. Fan rất là lớn luôn. Đó. Đây, Mayrap, dòng này của China sản xuất nha. Bù buộc chống sắn. Thì cây này dài là 1m98 nha mọi người. Dài 2m88 nha. Dài 2m88. Nặng là 150g, đọt 1.8 nha. Dài 2m88, đọt 100. Nặng là 150g, đọt 1.8. Thì cái này về được 2 cây nha mọi người. Có cây này thì nó xuất sắc một tí. Đây, thông số tải mồi. Thì cái này độ cứng của nó là ML, tải lồi tải mồi từ 10 đến 30g. Tải dây từ 8 đến 14 lb. Thì cái này nó tải bia từ 0.8 đến 2 nha mọi người. Đó. Thì cái này anh em về có thể câu ngâm, dạng câu chép, câu hộ dịch vụ. Thì câu lua cũng được, câu lua cũng rất là ok luôn. Hàng này chỉnh về cho anh em câu lua. Đó. Còn túi nữa, anh em di chuyển rất là dễ. Rồi, giá công khai cây số 7, giá là 2.2 triệu nhé. Tiếp theo cây số 8. Cây số 8 thì lên cho mọi người là một dòng Minecraft Rusty. Thì vẫn là dài 2m88. Đó. Cùng thông số với cây số 7, nhưng mà được cái là cây này nó rất là đẹp luôn. Đó, cây này độ mới ra tầm khoảng 95% nhé. Fan là fan Pussy Seed, bát là bát Pussy. Đó. Đây, càng rất là đẹp. Đây, buộc chống sắn. Độ cứng vẫn là ML, dài 2m88. Tải mồi vẫn là từ 10 đến 30g. Đó. Tải 30g là anh em đánh giá thiệt của vô tư rồi. Tải dây từ 18 đến 16, 14 lb. Rồi, giá công khai cây số 8. Giá là 2 triệu 7 nha mọi người. 2 triệu 7 cây số 8, một cây cần rất là đẹp. Tiếp theo qua cây số 9. Cây số 9 lên cho mọi người là một dòng cần của hãng Tigerbird. Thì cái này còn tuổi nha mọi người, còn tuổi luôn. Đây, một dòng cần Tigerbird. Còn tem luôn nè. Cây này khá đẳng cấp đó mọi người. Đó. Đây, một dòng Tigerbird này được sản xuất của China nha mọi người. Đó. Thì cây một cây Tigerbird 4 khúc. Hàng chuyên về cho anh em câu lua suối, lua chẽm. Anh em câu chép dịch vụ. Cán nó còn nguyên siêu luôn nè. Đó. Bát của nó rất là đẹp luôn, bát gỗ. Đây, chỗ này nó có khắc hoa văn nè. Cực kỳ xịn. Góc cũng có luôn. Đó. Fan của nó là fan Pussy Seed nha mọi người. Fan của nó là fan Seed. Phôi đây, phôi cặp quả sóng quăng ha, hay da. Fan Seed. Fan rất là đẹp luôn, buông chống sắn. Cần này thì ngoại hình nó ra tầm khoảng 90-95% nha, rất là đẹp. Mấy cây này thì anh em về câu chẽm và anh em đi du lịch đó, xách theo để vali, để ba lô. Đó, câu rất là ok luôn. Thì cái này nặng là 101g, thu gọn là 45cm. Thì cái này nó dài là 1m65 nha mọi người, dài 1m65. Tải mồi mát của nó là 10g. Tải dây mát của nó là 8 lb nhé. Rồi, giá công khai cây số 9. Giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu. Đọt cây này là 1.7 nha. Giá công khai cây số 9 giá là 3 triệu nha. Cần rất là xịn và đẹp nha mọi người. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 lên cho mọi người một cây hàng thương hiệu đẳng cấp của Daiwa. Thì đây một dòng cần của Daiwa, dòng leo. Đó. Nó sở hữu những công nghệ mới nhất của Daiwa luôn nha mọi người. Thì cây này dài là 1m9, thu gọn là 78cm, 4 khúc, nặng là 149g, đọt 2.1 ly. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 50g, tải dây từ 10 đến 20 lb. Đó, tải bia từ 0.8 đến bia số 2 nhé. Thành phần carbon của nó là 98%. Cái này còn hợp và còn tuổi đi theo luôn. Đó, sách hướng dẫn. Thì cái này shop lấy một lẫy hàng quê là hàng trưng bày nha mọi người, hàng trưng bày lấy từ Nhật về. Thì dòng Daiwa leo này thì nó được sản xuất tại Việt Nam nha mọi người. Đó. Được sản xuất tại Việt Nam. À, rất là mới. Thì đời cái này ra tầm khoảng 2022-2021 nha. À. Đây.
hàng trưng bày nó còn rất là đẹp luôn. Đó, hàng chưa qua sử dụng, phen là phen Pussy Seed, bát này, bát tay qua, bát tự cao của tay qua, phen đó đây, rất là đẹp ha, bu chống sẵn. Thì mọi người cứ search cái tên này và thông số này lên mạng thì giá mới nó bán ở Việt Nam ra tầm khoảng 7,2 đến 7,5 triệu nha mọi người. Đó, đối với cần 4 khúc. Rồi, giá công khai sắp bán cho mọi người, giá là 5 triệu nha mọi người, 5 triệu cái số mừng. Theo qua đây là phần cần 2 khúc nha mọi người. Lên tiếp cho mọi người cái số 11. Thì cái số 11 lên cho mọi người một cây cần của thương hiệu Ban. Thì dòng cần Ban này một dòng cần nội địa nha mọi người, dòng nội địa. Đây, Ban. Pen của nó là pen Fuji Sit Polypoly Carbon hay da. Đó. Dòng này rất là xịn luôn nha mọi người. Anh mua ra. Thì cây này dài là 1m95 nha mọi người, dài 1m95, độ cứng của nó độ cứng ML, tải mồi từ 3.5g đến 10g, tải dây từ 4 đến 10lb. Thì dòng ban này rất là khỏe và nhẹ. Thì cái này nặng là 93g, đọt của nó là 1.6. Đó, phen là phen Fuji Sit. Độ mới cái này ra tầm khoảng 90-95% nhé, cần rất là mới. Bu của nó là bu chống sắn phôi carbon. Bát là bát cán băng Fuji. Đó. Rồi, giá công khai cây số 11, giá là 3 triệu nha mọi người, 3 triệu cây số 1 dòng cần nội địa. Tiếp theo cây số 12. Cây 12 lên tiếp cho người vẫn là một cây cần của thương hiệu Ban. Đó. Thì cây này dài 2m19 nha mọi người, 2m19. Phen vẫn là phen Fuji Zip. Đó. Bát cũng là bát Fuji. Cần Ban. Cần này cũng còn rất là đẹp, ngoại hình ra tầm khoảng 90-95%. Cần Ban này thì rất là nổi tiếng rồi. Thì cái này độ cứng của nó là độ cứng quẩn là độ cứng ML, tải mồi từ 4 đến 12g, tải dây từ 4 đến 12lb. Đó. Dài là 1m19. Nặng là 110g, đọt là 1.5 nha mọi người, đọt 1.5. Đó. Phen này, phen ship nhá, bu chống sắn. Ngoại hình rất là đẹp, không có xuất sắc gì nhiều hết. Rồi, giá công khai cái số 12, giá là 3,3 triệu nha mọi người. Đó, 3,2 triệu nha mọi người. 3,2 triệu cái số 13. Tiếp theo cho mọi người là cái số 14. Cái số 12 là 3,2 triệu, tiếp theo là cái số 13. Cái 13 lên cho mọi người vẫn là một cây cần Ban. Thì cái này một cây cần nội địa, cần máy ngang nhé. Cái này một cây máy ngang. Thì cây này nó có xước sát nè mọi người. Đây, xước sát nhé. Cái này dạng như bị nổ sơn ha, nổ lớp sơn bóng ha. Phen của nó vẫn là phen Fuji Sit. Phôi của nó vẫn là phôi carbon hay da, bát Fuji. Càng xước sát nha, càng này có xuất sắc nhiều. Được cái đổi lợi một phen của nó rất là chắc và xịn. Phen với phôi rất là chắc và xịn, buộc trong sẵn. Tổng thể ngoại hình cái này còn khoảng 85-90% thôi nhé. Đó. Bát là bát Fuji. Thì cái này nặng là 140g, đọt 1.9, dài 2m1, tải mồi từ 10 đến 35g, tải dây từ 10 đến 20lb. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là 2,2 triệu nha mọi người, 2,2 triệu cái cây số 13, giá cực kỳ bèo luôn. Đó. Cái này về mà cho anh em săn hàng, săn lóc gừng, thì nó tải mát tới 30-35g nè. Tiếp theo cây số 14, cây số 14 lên cho mọi người một cây tay qua của hàng Report cho Bình nè mọi người. Đó. Dòng Report nè. Thì dòng Report này thì nó rất là xịn, nhỏ sổ phôi carbon nè, carbon sẵn hay da. Đó. Bát của nó là bát tự cao nè, bát này bát Fuji nhé, bát tự cao.
Thì dòng Revolt được sản xuất tại China. Đó. Thì cái này độ cứng của nó là độ cứng ngăn L, dài là 1m96 nha mọi người, dài 1m96, độ cứng là độ cứng ngăn L. Nhập chữ nổi đây. Đó, Kickerbox. Cái này về cho anh em luôn màu giả, câu chệm. Đó, là hết chỗ chê luôn. Thôi cầm bòi sẵn nhé. Phen là phen Pussy Seed. Đây qua. Thì cần thì có xuất sắc đi tiêu vài đỉnh thôi nha mọi người, không có xuất sắc. Thì cái này nặng là 95g, đọt 1 ly 5, tải môi từ 1.8 đến 11g, tải dây từ 5 đến 12 lb, giá công khai cái số 14, giá là 2.8 triệu nha mọi người, 2.8 triệu cái số 14. Tiếp theo cái số 15, cái số 15 lên cho mọi người một dòng cần của Majorgrab. Thì đây một dòng cần của Majorgrab dòng Corsa. Thì dòng này anh em về đỉnh phản hồi rất là ok nha mọi người. Đây, phen là phen xít nha, phen micro. Phôi là phôi carbon sẵn, dạng hai da. Cán là cán bằng, báo Tabat Fuji, Majorgrab. Đây, tên ở đây, dòng Majorgrab Corsa. Thì cái này dài là 1m98. Độ cứng của nó độ cứng là MH nha mọi người, độ cứng là MH, tải mồi từ 7 đến 28g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Phôi cặp con sẵn. Phen Pussy. Buông Pussy chống sẵn. Căng tổng thể còn rất là ok. Đó, giờ tầm khoảng 90% nhé. Cán bằng. Đó. Thì cái này nặng 125g, đọt 1 ly 7. Rồi, giá công khai cây số 15, giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cây số 15. Tiếp theo cây số 16. Cây số 16 lên cho mọi người là một cây Abu. Thì đây một cây dòng Abu Hurting. Dòng Tinker. Thì cây này nó còn tủ nha mọi người. Đó. Thì đặc điểm đặc biệt của dòng Tinker này thì cái bát của nó đây. Đó. Bát đó có tiếng rất nè. Đó. Rất là đã nha mọi người, đó, rất là độc. Phôi của nó là phôi carbon. Đó. Phôi carbon. Tem vàng Abu ha. Rất là xịn. Phen là phen Fuji Seed nha mọi người, phen là phen Fuji Seed. Thì cây này dài 1m98, độ cứng của nó độ cứng ML. Thì độ cứng này chuẩn cho anh em nào lô lóc, lô chẽm. Đó. Phôi là phôi carbon. Này keo ha mọi người. Đó, tất cả còn rất là mới. Cần độ mới ra tầm khoảng 95%. Bù của nó là bù trong sẵn. Phen xít tất cả đều là phen xít nhá, rất là xịn. Dòng Tinker. Bù. Thì cái này dài là 1m98, đọt 1 ly 2, nặng là 119g. Thì cái này tải mồi từ 1.75g đến 10.5g, tải dây từ 4 đến 10 lb ha. Rồi, giá công khai cây số 16, giá là 2.2 triệu nha mọi người. 2.2 triệu cây số 16. Tiếp theo cây số 17. Thì cây số 17 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Thì đây một dòng cần của Shimano Zodiac. À, Zodiac. Thì cái này còn tủ nha mọi người. Đó, dòng Riyad. Thì cái này là một cây cần máy ngang. Hàng chuyên về cho anh em săn hàng. Đó. Thì dòng Shimano Riyad này thì phôi của nó là phôi của Shimano Hippo X. Phôi carbon hai da. Phen là phen Pussy nha mọi người, phen Pussy, phen đề cao. Phôi sẵn hai da rất là đẹp. Đây, nhìn từ xa đây. Đó, sẵn rất là gần guốc ha. Đây. Bát của nó là bát CL 4+. Thì cây này nó độ mới ra tầm khoảng 95% nha mọi người, rất là mới. Đó, còn tuổi luôn. Cây này dài là 1m 2m16 nha mọi người, 2m16. Đó, độ cứng của nó độ cứng MH. Độ cứng này thì chỉnh cho anh em là săn hàng, săn lóc gừng. Nặng là 123g, đọt 2 ly. Đó. Thì cái này nó tải mồi từ 10 đến 30g nha mọi người, từ 10 đến 30g. Tải dây từ 10 đến 20 lb. Đó. Giá công khai cây số 17.
giá công khai là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu cái số 17. Cái này anh em về đánh nháy thiệt, nháy hơi, đánh thả ga luôn đó, rất là xịn và mới. Giá công khai 2 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 18, thì cây số 18 lên cho người quẳng một cây cần của Sundiat. Thì cây này nó còn sách hướng dẫn nè, nó tem bảo hành gì tùm lum chân đó. Thì cây Sundiat này thì nó dài, cây Sundiat này dài là 2m08 nha mọi người, dài 2m08. Phôi của nó là phôi carbon sân ít đó. Báo tầm bát CL4 cộng, rất là xịn luôn. Cây này độ mới ra tầm khoảng 90-95% nha, rất là mới, còn sách còn túi. Fan của nó là fan Fuji. Độ cứng của cây này, độ cứng M nha mọi người, độ cứng M, dài 2m08, độ cứng độ cứng M. Thì cây này tải mồi từ 7 đến 21 gram, tải dây từ 10 đến 20 lb. Hàng của Sundiat thì hàng của China sản xuất nha anh em. Đó. Shimano Sundiat. Thì cái này nặng là 110 g, đọt 1 ly 7, giá công khai cây số 18, giá 1.9 triệu nha mọi người, 1.9 triệu cây số 18. Tiếp theo cây số 19 và 20, hai cây cuối cùng. Thì cây số 19 và cây số 20 là hai cây cần sổ bục, sổ phôi của nó là phôi nano carbon. Đây một cây major gap bao tay gì nè mọi người. Đó. Ở đây. Thì cây này còn túi nha mọi người, còn túi sách hướng dẫn luôn. Thì cây này nó dài sẽ là, để xem, gắn lại xem. Cây này dài là 2m28 nha anh em, dài 2m28, đọt là 1 ly 9, nặng là 134 g. Thì cây này tải mồi từ 7 đến 28 g, tải dây từ 12 đến 20 lb. Đó. Phen của nó là phen Fuji Seed. Phôi của nó là phôi nano carbon. Phen Fuji Seed. Mày giờ gấp. Bát tầm bát Fuji luôn nha mọi người. Bát tầm bát Fuji luôn. Mấy cây này đánh phôi rất là chuẩn luôn. Độ cứng của nó độ cứng MH. Chuẩn cho anh em sang hàng. Đó. Đọt nó đây. Bị chọc sơn một tí nha mọi người. Không ảnh hưởng tới phôi ha. Phôi rất là đẹp. Cần cũng còn rất là mới luôn. Rồi, giá công khai cây số 19, giá 2.5 triệu nha mọi người, 2.5 triệu cây số 19. Tiếp theo cây số 20. Cây 20 lên mọi người quẳng nó một cây cần của Abu. Đó, thì cái một cây Abu, phôi của nó là phôi nano carbon. Phen đây, phen là Banjo. Phen rất là nhỏ nha. Phôi sẵn. Bán tập bát Fuji. Dòng màu buồn hot tin. Phôi rất là đẹp luôn. Thì cái này dài là 2m1 nha nè. Dài là 2m1. Để đọc một số để lấy càng rất là ok ha. Thì cây này dài là, cây này dài 2m16, đọt 1 ly 9. Thì cây này tải mồi từ 10.5 g đến 28 g, tải dây từ 8 đến 20 lb, nặng là 136 g. Rồi, giá công khai cây số 20, giá là 2.4 triệu nha mọi người. Cây 20, 2.4 triệu. Một cây máy ngang, cứng MH, chỉnh cho anh em săn hàng. Đó. Đây anh em. Phôi sẵn ít ha, phôi nano rất là xịn. Rồi, đó tổng cộng 20 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người ưng cái nào chốt lại lời số điện thoại, shop tự động liên hệ với mọi người nha. Rồi, cảm ơn mọi người.